Có bao giờ bạn trải nghiệm cảm giác ăn ốc vỉa hè, tự ăn, tự làm, tự dọn hết mọi thứ nhưng mà lại không có thấy mệt mà lại thấy vui mà thấy thương chưa? Nếu chưa thì hôm nay Bảo sẽ dẫn mọi người đi đến một chỗ, quán ốc vỉa hè của một bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Bình thường ở đây thì bà dọn hàng hơi trễ, tầm khoảng tầm 11 giờ, 11 giờ rưỡi khuya thì bà mới bắt đầu mở. Ngoại dễ thương lắm mọi người ơi, miệng lúc nào cũng cười tươi như vậy nè. Ngồi phụ ngoại dọn hàng thì có tám chuyện với ngoại thì mới biết á. Lúc trước là ngoại hay bán hộp vịt lộn đẩy xe ở ngoài đường nhưng mà sau này do lớn tuổi quá cho nên là không có sức khỏe nữa thì mới dọn ngồi bán cố định ở đây. Mỗi phần ốc ở đây ngoại làm từ 30 tới 50k, ai muốn ăn bao nhiêu ngoại cũng có nha. Mà thú vị một chỗ á là ốc ở đây ngoại làm á là ngoại chỉ làm gia vị sẵn thôi, ngoại sẽ đưa cho mọi người tự làm tự ăn luôn. Nói giỡn vậy thôi chứ tại vì là ngoại ngồi ở trong á hơi đi lại hơi bất tiện cho nên là thôi để tụi tôi tự xử. Lúc này là đang nướng xà lông nè, khói quá trời luôn nhưng mà vẫn không quên chụp hình check in. Hôm tụi tôi đi cũng gọi khá là món, cái này là nghêu hấp thái, gấp từng con thấy mệt quá, đổ ập gì chung cho nó khỏe. Thiệt là lúc mà nướng mỡ hành, cái mùi mỡ hành nó bốc lên thôi là muốn chảy đúng miếng rồi. Chưa bao giờ mà mình thấy mình đám đen tới mức vậy luôn á. Vậy mà không ai yếu trơn, xù luôn. Ốc ở đây hả, ngoại làm gia vị rất là vừa ăn luôn. Khi mà ăn á là cảm nhận con ốc nó ngọt mà nó tươi. Ngồi thu âm cái clip này mà xiết nước miếng không kịp luôn á. Còn món này là ốc hương xào bơ. Và tiếp theo cái món huyền thoại nhất ở đây là hộp vịt lộn xào me. Kèn ơi, cái nước me ngoại làm đã ngon cực phẩm. Và chỗ ngoại ngồi nằm ở 226 Lê Thánh Tôn, quận nhất nha cả nhà.